Cô xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay là mình sẽ quay trở lại Nick Level 70 ngày hôm qua để làm video cho các bạn xem. Thì ngày hôm nay là mình sẽ sử dụng búa và cả bếp Phượng Hoàng ha. Tại vì ở đây thì cô muốn sử dụng bếp hươu hoặc là bếp rồng để cho chúng ta có khả năng khống chế cũng như là đam to hơn. Nhưng mà các bạn cũng biết là bây giờ thứ nhất là buôn mát thì mình không biết được, buôn mát thì đó là đại trà rồi. Thứ hai là những cái cảnh đào ấy các bạn, đa số bây giờ giải siêu cấp hay là danh trại chơi đào rất là nhiều, cho nên là mình sử dụng combo này. Và đặc biệt một điều là cú không bắt kèo với bất kỳ nick nào hết nha các bạn. Cho nên video chủ yếu là vui cho mọi người. Và cũng không biết là bạn nào chơi đam, bạn nào chơi đào. Cho nên là cứ chơi theo tự nhiên và một cách rất là thoải mái nha các bạn. Thì lực chiến nick này hiện tại đã là 650k. Thì ở đây là số xu chúng ta còn rất là nhiều luôn các bạn, gần 300.000 xu luôn. Thì ở đây là anh chủ nick ảnh soi sẽ có hướng đi cũng như là làm ok hơn. Còn cú thì nói chung là cú chỉ online để cài thuê những cái nhiệm vụ xương xương mà những lúc ảnh bận không cài được, tại vì mình nhận kèo thôi các bạn. Thì cú mới vừa giao dịch trung gian xong, thành ra là bây giờ cũng đã gần 1 giờ rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ vào để chiến thôi ha mọi người. Khi nãy thì ông Thuận ổng có gũ là lên săn ổng đi, thì không biết là bây giờ ổng còn đi hay không nha các bạn. Khoảng 12 giờ rưỡi ấy, giờ đó thì cú lên quay được một trận thôi. Rồi sau đó là có kèo giao dịch, thành ra là phải bỏ khúc đó. Và bây giờ thì mới lên lại nha. Thì trận đầu tiên là cú gặp bạn Ni level 70. Thì Kara cảnh cứng thì các bạn cũng biết rồi ha. Thì đây là buôn map nha mọi người. Nói chung buôn map thì cú buôn map để làm video cho các bạn cũng được. Nhưng mà nếu như vậy thì nó khá là nhạt nhẽo, nó khá là tầm thường, khá là bình thường rồi các bạn. Không lẽ mà phải dùng hai máy để đăng sức ra vào mỗi lần hả? Các bạn mà có nghe ù ù thì cũng thông cảm nha mọi người, tại đang ở ngoài vườn ấy, thành ra là gió rất là nhiều. Thì vô cú vẫn sử dụng cho mình là combo hai băng và sau đó là một pha full dam kèm với skill, thì hy vọng là chạy hạt nhân hay bảo kích nha các bạn. Thôi toàn rồi. Một tia của chúng ta chỉ gây ra cho bạn ấy là được khoảng 600 máu thôi. Bếp rồng nó hồi full luôn rồi mọi người. Nói chung thì những bạn này buôn map thì chắc là để chủ yếu là họ sẽ có được chơi đam. Và sẽ kiểu như là tỷ lệ win của họ sẽ cao hơn. Tại vì khi mà các bạn mang cái combo như của cú đây á các bạn, thì cái lượng sát thương của mọi người sẽ rất là yếu nha. Bây giờ thì cú sẽ full đam vào bow, hy vọng là chạy ngọc. Thì bạn ấy chạy hạt nhân nhưng mà mình không có lấy thơn nha mọi người. Rick nào, đéo rick một tia luôn các bạn, đen rồi. Nói chung là chúng ta bây giờ là thất thế rất là nhiều, cho nên là bắn nhanh để qua trận mới thôi các bạn. Chứ để mà win được thì rất là khó, tại vì Kara với gồng là cái combo mà tấn công đồ rất là bá đạo rồi hết các bạn. Thì bây giờ nếu như mà thật sự muốn win thì chỉ có bạo kích, bạo kích đồ thôi. Chỉ có bạo kích liên kích hay là bạo kích hạt nhân thôi nha các bạn. Bây giờ là cú sẽ ném chay để pha sau chúng ta có bow nha. Chứ nếu như full dam thì bạn chúng ta sẽ mất tên. Thôi toàn. Ôi dồi ôi các bạn thấy không, một cái pha ném chay hạt nhân rít lên đến 27.000 máu rất là mạnh. Khi từ đầu trận tới giờ là bạn ấy đã chạy hai lần hạt nhân rồi nha các bạn, mà chúng ta là không chạy được lần nào luôn. Rồi sau lắc luôn rồi các bạn, khá là cay luôn ấy. Bây giờ không lẽ bay ra ngoài sử dụng Kara với lại bếp rồng ngay luôn ấy. Nhưng mà khi mà mang như thế thì vào bị đào nữa. Ôi rồi ôi, gặp top 1 luôn các bạn, gặp gà 1 chứ không phải top 1, gặp gà 1 ở giải siêu cấp luôn. Kinh phết nhở. Chắc là một pha bull dam là chúng ta bay màu luôn hả mọi người. Ôi trời ơi, thần báo nữa các bạn. Trời ơi, miễn kháng nữa mọi người, đau lòng không? Bây giờ thì sau pha băng này thì chắc là chúng ta sẽ được mở băng hết các bạn. Đây thì bây giờ là cú sẽ băng bạn ấy lại. Và bây giờ là mình sẽ đào một cái hố trước nha. Hy vọng là có tên nha các bạn. À có tên thần báo rồi kìa. Rồi chơi luôn.
Hy vọng là không vướng một cái gì nha mọi người. Ái trời ơi, cứu ẩu rồi. Đáng lẽ cái pha này nè mọi người là cứu nên ném một cái băng nữa và sau đó sử dụng skill. Nhưng mà do mình quá là hấp tấp luôn các bạn, thành ra là mình đã bơm bạn ấy nhưng mà không ngờ là bạn ấy vẫn còn vướng nha. Thôi Toàn đúng là tham lam với lại gấp ăn là ngu dốt thật nha mọi người. Toàn phết đấy. Ôi trời ơi, bạn ấy định chơi cái trò gì nữa vậy? Gió kinh luôn mọi người. Bây giờ thì mình phải ném chúng một cái để xem là có may mắn để chạy phong ấn hay không ấy các bạn. Nói chung thì những bạn này rất là mạnh rồi, thành ra là chúng ta rất là khó nha các bạn. Coi chừng vướng cái hố đó là chúng ta bay màu đấy. Ôi giời ơi, sao chúng ta bay một cái ba bay mà nó vãi thế nhờ. Chắc là cái hố đó tự mình đào cho mình luôn rồi đấy các bạn. Ôi trời ơi, tức không mọi người. Nếu như khi nãy mà cú không gấp á các bạn, là cú ném một pha băng nữa là chắc là chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng rồi ha. Nói chung thì hơi bị gấp nha. Bạn Lucky này để cú xem là lực chiến bao nhiêu. Nói chung với tầm của chúng ta thì những cái pha rig hay là những cái pha bạo kích thì mới có thể kết thúc được. Còn đa số những cái pha bình thường thì rất là khó nha mọi người. Đâu rồi nhờ, xem liên xem vợ ở đâu. Đây nha mọi người, Lucky là top 2 nha các bạn. Thì là hình như đây là Conning là top 3. Lucky là ở server nào nhờ? Ở cụm 500. Ôi trời ơi, hình như là của bà Ly ấy các bạn. Của bà Ly cầm hay sao ấy. Ơi Toàn, bây giờ thì chúng ta gặp bạn Huyền level 70 ha. Nói chung là cú khá là ẩu luôn. Để bây giờ là mình sẽ tập trung lại nha các bạn. Tập trung lại để chứ nếu như mà cứ bắn ngáo ngáo như thế này thì rất là chán. Ok, bây giờ là đừng có băng mít nha trời. Gió thì gió kinh niên luôn ấy các bạn. Rồi chơi luôn. Ok thì không có một pha miễn kháng nào xảy ra nha các bạn. Thì trận thứ hai cuối cuộc là chúng ta cũng đã đào được một bạn rồi. Có win là được nha mọi người, thật sự. Đấy, thôi Toàn. Cảnh này thì đấm đá gì mọi người. Cảnh này thì chắc hẳn là các bạn cũng biết cái kết của chúng ta rồi ha. Nếu như ở đây mà có Kara ấy mọi người thì chạy bạo kích thì chúng ta sẽ có cơ hội để win. Còn đối với búa thì rất là khó nha các bạn. Trời ơi, phong ấn nữa mọi người. Toàn phết nhở. Đã chúng ta yếu rồi mà chúng ta còn bị phong ấn nữa các bạn. Thôi xong. Rồi bay màu. Xuyên giáp thì nói chung là xuyên giáp là một cái ngọc mà nó sẽ có lợi thế khi mà lực chiến của các bạn cao hơn đối thủ nha. Còn lực chiến của chúng ta mà kiểu như ngang tầm hay là có thể yếu hơn đối thủ ấy thì xuyên giáp nó hầu như là không có tác dụng luôn ấy các bạn. Thật sự cái này thì riêng bản thân cú khi mà sử dụng ngọc xuyên giáp nhận xét được như vậy. Còn các bạn như thế nào, nếu như mà các bạn biết rõ hơn hay là chi tiết thì các bạn có thể comment lại ở dưới cái video của mình ha. Bây giờ thì chúng ta gặp bạn Mon level 70. Thì đây là cảnh chợ Bến Thành nha các bạn. Thì chắc chắn sẽ là đào rồi. Chứ nếu như mà đam thì làm sao mà đam trúng được các bạn. À đam làm sao mà đam chết được. Rồi thoát rồi. Chắc là bạn ấy biết cú sử dụng hai băng và đào, thành ra là bạn ấy thoát trước. Nhưng mà nói chung ở những cái cảnh này á các bạn, chưa chắc chúng ta đào trước là chúng ta win. Nhưng mà cái tỷ lệ thì nó sẽ cao hơn. Các bạn bắn trước thì các bạn sẽ có cơ hội trước. Ôi trời ơi, mình bắn trước đi nha. Ok. Ở đây là hình như chúng ta được tên ảo nha các bạn.
Nói chung thì dù sao là chúng ta cũng bò vô được là mừng rồi. Ôi giời ơi, cú gà phết đây các bạn ơi. Sao mà mình có thể gà đến như thế à các bạn? Thì đây là một pha thần báo kèm với đó là hạt nhân nha. Đấy, các bạn thấy không? Đáng lẽ là chúng ta ăn chắc rồi, nhưng mà đối thủ lại rất là may mắn khi mà bạn ấy chạy miễn kháng ở một cái phải gọi rất là hợp lý luôn. Su cần ai thiệt chứ các bạn. Kỳ này thì chắc là bị quýt đấm rồi. Quả quýt dày thì có móng tay nhọn nha. Hy vọng là chúng ta không bị sấp mặt nha các bạn. Ok, thì đây tiếp tục lại là một pha ném chay của quýt. Liên tục là những pha bạn ấy có rất là nhiều thên. Tại vì cú bắn trước là một pha cộng 2, rồi thần báo kèm với hạt nhân nữa các bạn. Ôi trời ơi, thôi ông bưng cái cảnh này về nhà ông chơi luôn đi. Bốn tên liên tiếp luôn các bạn. Đừng rết nha. Ok. Rồi xong luôn. Bây giờ là mình cái này là mình bắn để bắn chơi ấy mọi người, chứ thật sự không thể nào mà đục tới bạn ấy được rồi. Ok, thì đây là có một pha thần báo nha. Cú sẽ sử dụng đó chính là một pha ném skill bet. Ok các bạn, lấy đi được 9.000 máu của bạn ấy và bây giờ thì quýt đã bị phong ấn nha. Thì pha sau chắc là cú sẽ sử dụng một pha đam nha các bạn. Tồn lắm thế nhờ. Mình chỉ là ném chay với lại ném skill bet thôi mà bạn ấy vẫn có tên. Chán phết đấy. Chơi luôn, khỏi cần phải chờ cái gì cả các bạn. Không biết là có tới hay không đây. Ok, thì đây là một pha bao chuẩn xác. Tuy nhiên thì được một pha rít nha các bạn. Phải được hai pha rít thì ngon quá mọi người. Một pha rít thì sợ là không đủ. Ôi dồi ôi, rất là mạnh luôn nha. Một pha ném bét lên đến 21.000 máu các bạn. Thì rất may mắn đây là một pha thần báo. Tuy nhiên thì nếu như mà có một pha rít thì chúng ta... Rồi xong. Bạn ấy rất là may mắn luôn thật sự với cú nha. Chúng ta khá là đen luôn nha mọi người. Khi mà pha bao của chúng ta hên là có rít được một tia. Chứ nếu không là bạn ấy còn cây máu đầy luôn ấy. Xui phết đấy. Chúng ta không có rít một pha nào cả các bạn. Rất là đen. Bây giờ thì chúng ta gặp bạn bé Vân nha. Chắc là hết người rồi hay sao ấy, nó mới cho mình gặp một bạn yếu vậy luôn. Rồi bạn ấy cũng đã thoát luôn rồi nha mọi người. Cố gắng xem là có lên được gà 10 hay không. Ván này thì chúng ta gặp bạn 2021 nha các bạn. Nói chung ở tầm 70 thì về cái kỹ năng hay là vì về cái nói chung là mọi thứ thì cú khá là gà. Cái này mình chấp nhận luôn nha. Tính tôn hay là về phần bắn ấy thì thật sự thôi toàn là thiếu lực rồi. Thì mình khá là yếu hơn những bạn 70 khác rất là nhiều. Cái này là mình chấp nhận luôn ấy. Với lại mình khá là ẩu luôn các bạn. Ví dụ như người ta sẽ tính tôn kỹ, người ta sẽ bắn kỹ càng hơn. Còn mình thì mình khá là ẩu. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng bật skill. Và đây là một pha full dam nha. Thì ở đây là chạy ngọc liên kích nữa các bạn. Thì mỗi tia gây ra cho bạn ấy chỉ được 500 mấy máu thôi. Và những pha rít thì được khoảng 2.000 mấy. Thì nói chung là bạn này cũng là một bạn có lực chiến khá là cao ha. Nhưng mà bạn ấy sử dụng bet hu, thành ra là không có hồi máu thì nó cũng đỡ hơn một tí xíu. Thì bet hu và phi tiêu thì cũng là một combo đào khá là bá đạo. Tại vì bet hu thì nó sẽ có cái kỹ năng khống chế nha các bạn. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị pha đào và cả cái skill khống chế rồi. À, bạn ấy bay qua ôm luôn nhở. Hay là bay qua cái cây kế chúng ta này nha mọi người. Thì bây giờ cảnh này là chỉ hy vọng đừng có chạy hạt nhân thôi.
một pha đào rất là chuẩn nha các bạn. Bây giờ là bị phong ấn mà còn bị cả phá gốc nữa các bạn. Toàn phết đấy. Ok. Bây giờ thì đối thủ của chúng ta cũng đã bị phong ấn rồi nha các bạn. Ồ trời, vẫn có tên nhờ. Tức ghê ấy. Bây giờ thì chúng ta đã hết băng rồi các bạn ơi, thành ra là chúng ta không dám bay nữa. Nếu như mà các bạn bay sai vị trí ấy là các bạn sẽ bị bạn ấy chôn ngay. Ôi, có những pha rít cũng khá là ok ha mọi người. Nhưng mà khá đáng tiếc cho chúng ta là không có chạy phong ấn hay là hạt nhân bạo kích nha các bạn. Thì để xem là chúng ta có bị đào ở cái cảnh này hay không. Thì đây là một pha ném skill của Bet U. Một pha ném không chuẩn xác nha các bạn. Bây giờ là bạn ấy tung ra một pha bao luôn, chứ không phải là một pha đào. Thì pha bao này không có chạy ngọc gì cả mọi người. Hy vọng là đừng rít quá nhiều. Và đây là một pha bao chuẩn xác, tuy nhiên là bị vướng ở trên kia một cục rồi. Thành ra là nó đỡ cho chúng ta rất là nhiều nha các bạn. Chỉ dính hai pha sao nhưng mà không có pha rít nào cả mọi người. Ok, cô sẽ ném bet chứ không full down nha các bạn. Thì trận này chúng ta may mắn là chúng ta đã win được khi mà bạn ấy có quá nhiều team mid nha các bạn. Phải gặp đối thủ mà cân cân ấy mọi người, chơi mới vui. Chứ nếu như mà các bạn gặp đối thủ mạnh hơn chúng ta quá nhiều và cái tỷ lệ chạy ngọc của họ lại quá may mắn nữa thì rất là khó. Bây giờ thì chúng ta gặp bạn sử dụng Kara và cả Bethu. Ok, Kara với Bethu thì chúng ta cứ sử dụng cái combo thôi các bạn. Cái combo của Vượng Hoàng á thì nó sẽ có tác dụng mạnh hơn với những bạn mà không sử dụng bét rồng. Tại vì khi mà mọi người sử dụng bét rồng ấy thì các bạn sẽ hồi máu rất là nhiều. Và hầu như cái skill mà không chạy ngọc ấy và không rít thì rất là khó để mà gây ra được sát thương nhiều nha mọi người. Đó, ok, bây giờ là bỏ lượt. Thì tiếp tục là một pha full dam thôi, gió ngược nữa mọi người. Vẫn không chạy bất kỳ ngọc nào nha các bạn. Thì bạn này có vẻ yếu hơn những bạn kia khi mà một tia thì lên gần đến 700 máu và một pha rít thì lên đến 3k2. Những bạn kia thì chỉ khoảng 2k mấy thôi hết các bạn. Nhưng mà cú rất là sợ Kara luôn. Thật sự Kara bow mà chạy bạo kích hay là chạy hạt nhân là coi như là tím người ấy chứ không phải đùa đâu nha. À ok, bây giờ thì cú sẽ bò xích xuống đây để chúng ta né đi cái pha bow tiếp theo ha. Cứ sẽ dùng góc 75 để đào nha các bạn. Bây giờ là cả thần bảo luôn. Ngon ngay. Rồi tiếp tục là một pha ném skill của Bet Phượng Hoàng. Bây giờ thì đối thủ cũng đã bị phong ấn rồi các bạn. Bắn đó là chuẩn nha. Một pha bắn khá là ok đấy các bạn. Tuy nhiên thì rất may mắn cho chúng ta khi mà đối thủ bị dính phong ấn. Nhưng mà bạn ấy đã có 3 tên liên tục nha. Bây giờ là cú tiếp tục sẽ cho bạn. À toàn rồi, bầu thôi mọi người. Cú đính là có skill thì chúng ta sẽ sử dụng skill. Thì đây là một pha full dam và bầu, kèm với đó là hạt nhân. Trận này có vẻ là chúng ta khá may mắn khi mà liên tục xảy ra rất là nổ rất là nhiều ngọc nha các bạn. Nói chung là thắng thua là tại ngọc một phần rất là quan trọng luôn. Ngọc mà nó cứ nổ liên tục như cái trận này thì những cái bạn mà có lực chiến cao hơn chúng ta cũng khá là khó sống nha các bạn. Tiếp tục là gặp bạn ấy ở cảnh lồng đèn. Cảnh này thì chắc là chúng ta phải chơi đào hả mọi người. Chứ nếu như chơi đam thì làm sao mà chúng ta đam lại các bạn. Nhưng mà đào thì cũng không được. Tại vì nếu như mà các bạn
thôi bay lên đi các bạn. Trận này đào thì các bạn phải bay gần bạn ấy, nhưng mà bay gần nếu như mà bạn ấy miễn kháng là các bạn sẽ bay màu nha. Ok. Bây giờ tiếp tục sẽ là một pha băng. Skill. Rồi full dam nha các bạn. Không chạy hạt nhân rồi mọi người. Phải chạy hạt nhân thì nó đỡ một tí xíu. Còn ở đây Kara thì khi mà bạn ấy có bow á là chúng ta cũng sẽ bị bay màu. Hy vọng là bạn ấy cũng đừng chơi đào nha mọi người. Chứ nếu như bạn ấy chơi đào là chúng ta sắp mặt ấy. Bây giờ là bạn ấy đã tiến gần lại với chúng ta và vẫn chưa có bow nha các bạn. Nhưng mà băng nhiều như thế này thì chắc là câu bow rồi. À, không có bow cho nên là bạn ấy quyết định sử dụng một pha đào và kèm với đó là skill của Beth Hu. Thì rất may mắn cho cú là miễn kháng nha các bạn. Nhưng mà pha đào này thì nói chung là chắc là cũng không đến nổi đâu mọi người. Bây giờ là cú sẽ sử dụng một pha cộng 2 nha các bạn. Một pha cộng 2 để câu thôn. Thì trong đó là có một pha rít. Bây giờ là một pha nén skill của Beth Phượng Hoàng. Tiếp tục lại là Ngọc Phong ấn nha các bạn. Nói chung là đối thủ này của chúng ta khá là xui. Liên tục hai trận là bạn ấy có vẻ như yếu thế rất là nhiều. Một pha ném chay hạt nhân lên đến hơn 20k máu các bạn. Bò xa ra không thôi hạt nhân nó nổ chết quan mạng nha. Đấy. Ok. Khá là may mắn luôn các bạn, chứ nếu không là bị bốc mồ rồi. Bây giờ là đã lên gà 10 rồi thì cú sẽ đi thêm một trận nữa và sẽ kết thúc video nhé các bạn. Thì nếu như mà bạn nào đang cần tìm nick Gunny Mobi, hay các bạn đang cần bán hộ, hay là mọi người đang cần thanh lý hay là nạp móc, nói chung những cái gì liên quan tới Gunny Mobi mà mua bán giao dịch trung gian ấy, thì mong là các bạn gọi trực tiếp vào số điện thoại và call video trước mỗi kèo giao dịch, để tránh là các bạn gặp fake nha. Tại vì có nhiều bạn bây giờ mình cũng không biết giải thích như thế nào, họ giao dịch với mình lần đầu họ không check, và họ cũng nói chung là mọi thứ họ không làm, và đến khi họ lừa đảo thì họ đâm ra là họ ghét mình hay là họ này kia các kiểu. Thì đối với cú ấy thật sự là không biết nói với các bạn như thế nào luôn. Số điện thoại và cả Zalo thì cú chỉ xài duy nhất một số thôi, và thậm chí là ngân hàng hay là này kia các kiểu nữa mà các bạn không check. Đối với những bạn lần đầu ấy thật sự rất là buồn nha. Thì nếu như mà bạn nào có ủng hộ mình ấy thì mong là các bạn nhớ là check đồ kỹ lưỡng trước mỗi kèo giao dịch. Còn những bạn đã từng giao dịch, đã kết bạn rồi, nếu như các bạn muốn check lại thì các bạn vẫn cứ thoải mái. Cú rất là thoải mái và happy với vấn đề đó luôn. Tại vì vừa không bị ảnh hưởng đến mình khi mà các bạn bị fake giả mạo lừa đảo, mà vừa an toàn cho các bạn luôn. Thật sự ấy, call video hay là gọi số điện thoại thì cứ nghĩ là 1-2 phút thì nó không quá lâu với các bạn đâu. Nếu như mà các bạn ngại thì các bạn cứ tắt cam bên các bạn đi. Các bạn chỉ cần nhìn mặt mình là ok. Chỉ cần giống với hình hay là xấu, chắc chắn là xấu hơn hình thôi các bạn. Tại vì hình thì có quét một tí xíu mà. Ok, bây giờ là chúng ta sẽ đi nốt ván này ha. Nói chung bắn cái này rất là nghiện nha các bạn. Bây giờ thậm chí cú chơi Gunny là cú chỉ chơi quần đùi với lại giả siêu cấp và danh chạy thôi. Tại vì ở đây thì nó sẽ cần có chiến thuật nè. Rồi nó cần có sự may mắn. Nói chung là nó sẽ hấp dẫn. Thua cũng được đó mọi người. Thật sự một trận win, một trận thua thì nếu như mà trong những cái sự kiện như là giải ngôi sao hay là các bạn đua top 32 đồ ấy, thì nó quan trọng. Còn hàng ngày các bạn đi bắn giao lưu như thế này thì thua một trận thì thôi, chứ có gì mà quan trọng đâu mọi người. Ok, bây giờ là bạn sẽ chuẩn bị hưởng một pha đào của cú đây. Phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng ở cái mảng này nha. Sai một ly là đi một trận đấy các bạn. Đấy, ok, chỉ mới 3 lượt đào thôi thì đã đưa đối thủ vào lòng đất rồi. Thì bây giờ là cú xin kết thúc video tại đây và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Ngày hôm nay thì chúng ta không gặp anh già được ở giải siêu cấp rồi ha. Thì bạn nào đang cần tìm nick hay thanh lý nick hay là nạp móc hay là giao dịch trung gian thì các bạn liên hệ với cú qua Zalo duy nhất ở phần mô tả là 0376040326. Và nhớ là check cẩn thận để tránh lừa đảo, tại vì hiện tại bây giờ server 730 mới ra.
là một trong những server mà nó có cái vụ mà mở vũ khí may mắn ấy, cho nên là các bạn bán những cái nick nhỏ 100-200 giao dịch rất là nhiều. Với lại đây cũng là một trong những mấu chốt mà nó lừa đảo khi mà nó thu mua nick cho các bạn với giá cao, hoặc là nó bán nick với các bạn với giá rẻ thì chắc chắn rồi nó mua mồm bán mồm, mà thì có con mẹ gì đâu mà không rẻ với mắt tùy vào. Thí dụ như nó bán cho mọi người thì nó bán rẻ, nó mua thu nick thì nó thu mắt. Sau đó nó mời các bạn vào một nhóm Zalo có tên Zalo Khương Phạm và avatar bìa y chang các bạn nói là y chang mình, thì đương nhiên nó giả mạo mình thì nó phải lấy hình ảnh của mình để nó up thì phải y chang 100%, chứ nếu như mà nó khác lạ thì làm sao mà các bạn tin các bạn giao dịch. Cho nên là mỗi kèo giao dịch đối với những bạn khách mới là cứ yêu cầu mọi người phải call video mình mới nhận kèo, còn không call là mình sẽ không nhận, hoặc là phải gọi trực tiếp vào số điện thoại duy nhất của mình là 0376040326 thì mình mới nhận kèo nhé các bạn. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn các bạn ở video sau. Bye bye.